hả? Thế con thấy cho Kiwi. Rồi. Chợ đi đây. Đi tầm nhé. Ti điệu thế, chỉ có mẹ cho ti mới ăn thôi. Chờ mẹ một tí, mẹ nấu cho ăn nhá. Nó này giúp kích cho nó nhiều. Bây giờ hai chị em phải né né ra một tí chứ không là dầu nó nổ nè. Cố ngồi né né sang bên kia một tí con. Dầu nó nổ người là sợ lắm. Con ngồi xuống đi. Con mà đứng lên là không may giờ nó nổ ôm người đấy. Này giờ mẹ bỏ cà chua vô là nó nổ ôm người này. Con ngồi xuống. Ngồi xuống chơi với em Ti cho mẹ nha. Chờ mẹ một tí nha. Mẹ. Wow, sôi rồi nè. Để mẹ bỏ xúc xích vô nha. Mẹ bớt bớt cái vỏ cà chua này ra nè. Bỏ xúc xích vô, chắc là mẹ phải lấy cái dao để mẹ cắt thêm xúc xích này vô bắt. Hay mẹ bỏ cả cây vô luôn nhỉ? Cây vô tí là cắt ra hai chị em miếng to ăn luôn nhỉ. Đây. Mía. Mía. Đấy, đợi xúc xích chín một tí nha. Đang lại cho. Ừ, không phải bỏ cái này vô nữa là ok. Ta đi đi này. Chị có ăn thử xem hoa nào không? Không, cháu mà. Đó, lấy đi. Dâu. Ừ. Xúc xích chín rồi. Nhớ nữa. Nhớ hả? Đừng quăng. Để mẹ bỏ cái này vô cho hai chị em ăn nữa nha. Rồi. À con vừa đốt đi. Rồi một tí nữa là nó chín thôi. Cái này không nấu đến là để mẹ để sang đây nha. Mẹ cho nó chưa chưa mẹ cho mẹ ơi. Anh con lại đòi uống. Chín rồi nè, để mẹ lấy cho hai chị em ăn nha. Mẹ anh con đòi uống. Để mẹ lấy cho hai chị em ăn nha. Nhỏ xúc xích cho em giống nha. Mẹ lấy cái muôi mẹ múc nước à. Một cái xúc xích to này để mẹ cắt đôi ra cho hai chị em nha.
Titi là Titi ngó, cho Titi ngó này. Mẹ nấu ít nước quá. Ơi. Mẹ. Đây, cậu gấu đây. Titi, Titi đang nóng. Nghe chờ Titi ơi. Đây. Cậu gấu đây, cái này là để lấy xúc xích ăn nha. Rồi để mẹ lấy cho em Titi đã nào. Titi ngồi chờ mẹ để mẹ lấy cho nha. Chờ mẹ một tí nhá. Đi ăn nước cho con. Đây mẹ đang lấy cho em Ti đây. Mẹ đi uống nước cho con. À chắc là em Ti đói bụng quá mà. Bây giờ mẹ đang lấy cho em Ti đây. Đi ăn nước cho con. Rồi đây 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 của Ti đây. Để mẹ thổi cho em. Đi ăn nước cho con. À không phải đâu, cái các con làm rớt ra bàn này. Để mẹ thổi cho em Ti một miếng nha. Mẹ bổi cho nó. Con gửi cho. Con gửi cho. Chúng ta. Ngon không? Ngon. Thì cầm thì ăn đi. Để mẹ lấy cái to này ra nhá. Ngon. Để mẹ cắt cái to này mẹ. Mời bạn ăn nhá. Cho này con gửi. Ti ơi, còn bên Ti bên này nè, để mẹ lấy cho Ti bên này nè. Đây, cho gấu đây. Ti. Chiếc to khổng lồ luôn. Đây, của Ti đây. Nè, đây mẹ lấy cho Ti đây này. Gấu thổi được không mẹ? Thổi cho. Không phải, mẹ. Ủa, con ăn cả luôn. Mì mà ăn được ấy. Con bởi cho mẹ bởi nó nói nó chết mẹ tay tay. Con ăn đi, ăn hết xúc xích rồi ăn mì sau nhá. Con lấy cái đấy con có xúc được không? Mì hơi dài á. Này Titi này. Nóng. Xúc xích. Ừ. Con ăn hết xúc xích xong rồi con ăn mì nha. Wow, em thì ăn hết xúc xích rồi. Em ăn hết xúc xích. Luôn. Ăn cho kia piano luôn. Đây. Em Titi đến lượt ăn mì thôi. Em mẹ lấy cho ông nóng này. Để em mẹ đổ xuống cho. Em mẹ gạt xuống cho chứ con ăn như thế. Mời mẹ cho và Titi. À mẹ mời con, mẹ mời Titi. Mẹ bụi. Rồi. Đi ăn nước đi. Đi ăn ngoài đây. Đây bỏ ra đây con. Heo này. Ừ, nó dính rồi, bỏ ra đây luôn. Ngon, 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 ngon. Con ăn mì xem ngon không? Ăn chút chút nữa ngon. Đây, 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 để em mẹ lấy cho. Mẹ, đây, 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 đây. Thì ăn. Đó, ăn như thế mới sạch sẽ chứ. Mẹ.